Con ơi ăn đi con. Con hơi đau đầu, xin phép bố con vào trong phòng. Anh vừa nói chuyện với bố nhá. Con này hôm nay nó mệt, cứ ăn cơm xong ăn đi. Cháu mời bác. Bác ơi, cháu cũng ăn xong rồi. Thế rồi, hôm khác em nó khỏe lại đến chơi sau nhá. Bác ơi, cho cháu vào chào em một câu đã. Ừ, vào đi. Dạ, bác ăn cơm ạ. Chào bác, xin phép bác cháu về ạ. Ừ, này. Dạ. Thế sao vào chào em nó gì mà chào lâu thế? Em bị đau đầu, thế này cháu phải lấy thuốc cho em uống ạ. À thế à? Vâng. Ừ, thế lấy thuốc cho em nó uống xong rồi thì nhớ phải đóng cái cửa tủ thuốc lại chứ. Chứ này có cái cửa tủ thuốc nào ạ? Thế à? Ôi, xin phép bác.